Kính thưa bà con và các bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 1 năm 2014 tới đây, tại thư viện xã Định, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet để hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống xã hội. Rất dễ có thể nhận thấy được những lợi ích của Internet mang đến cho xã hội. Internet giúp các cơ quan